Con chào thầy, thầy cho con hỏi, con bị hưng cảm nhẹ nhưng muốn xuất gia Nam Tông, không biết có được xuất gia không? Nếu được xuất gia con không ngồi thiền được không ạ? À, vì con bệnh à, xin cho con ý kiến. À, theo như sư tìm ở trên Google thì hưng cảm hình như nó đồng với cái bị tăng động hả? Thì nếu như mà xét nó là một cái theo cái y khoa ha, nếu xét là nó là mặt đối lập của trầm cảm thì tại vì trầm cảm là mình thụ động, còn cái hưng cảm là mình gọi là tăng động thì được xuất gia. Tại vì những người được kể gọi là trầm cảm ở trong kinh tạng thì các vị đó vẫn xuất gia được. Nhưng mà đương nhiên là trầm cảm nó không có đi đến cái sự là hoang tưởng hoặc là đi đến cái sự là điên loạn thôi. Thì được xuất gia bởi vì nó không được tính vào cái dạng mà bị điên. Mặc dù nó là bệnh lý tâm thần nhưng mà nó không có được tính vào dạng bị điên. Thì đây là cái ý kiến cá nhân của sư. Tuy nhiên quý vị nói quý vị không ngồi thiền được thì cái này nó lại không phải là bệnh nhẹ. Bệnh nhẹ là ngồi thiền được, còn quý vị nói không ngồi thiền được nó phải bệnh nhẹ, cho nên là mình phải xem xét lại cho kỹ về vấn đề này ha. Không biết đại đức Tuệ Tường có cái nhìn như thế nào? À, kính thưa đại đức, kính thưa quý vị, sư cũng hoàn toàn đồng ý với quan điểm của đại đức Thanh Tuệ. Nghĩa là khi mà nói là vấn đề mà gọi là xuất gia không á, gia không á, thì khi mà đối chiếu tăng luật thưa quý vị với căn bệnh mà bệnh thuộc dạng tâm lý, nghĩa là tâm lý mà chấp nhận được nha, tâm lý mà trong cái mức độ chấp nhận được. Tại vì chấp nhận được là sao? Chấp nhận được là cái bệnh này nè nên đi đến khám bác sĩ tâm lý, bác sĩ tâm thần đó, đưa ra mình cho mình cái chẩn đoán là cái tình trạng á, tình trạng bệnh bệnh lý mình của tôi bây giờ như vậy, thì tôi có hướng đến á, cái việc mà xuất gia tôi phải đó, tôi phải tu tập như vậy đó, à phải tu tập kiểu như vậy đưa ra, thì bác sĩ chuyên môn ta đủ năng lực, người ta sẽ đánh giá vấn đề và người ta cho cái lời khuyên. Có nghĩa là có hai phương diện thưa quý vị, phương diện về lời khuyên về mặt khoa học y học của thế gian là cái điều đó đầu tiên, cái đã đầu tiên, cái đã trước đó đầu tiên, cái đã đi có bác sĩ cho mình lời khuyên như thế nào. Ví dụ bác sĩ nói là cái bệnh anh đó thì với anh, khi mà anh kể là nếu mà anh muốn đi tu á, quá trình anh tu là anh phải như vậy đó, anh phải thực hành trong cái luật á, của người xuất gia nó phải như vậy, thì tôi xem xét bệnh án anh thì anh có thể được, nhưng mà phải uống thuốc, dù phải uống thuốc điều trị dài hạn hoặc là phải vừa điều trị, nghĩa là gọi là vừa điều trị vừa có thể vừa xuất gia. Hay là trường hợp khác bác sĩ nói với tình trạng anh bây giờ tôi thấy có vẻ nghiêm trọng, không có thể mà xuất gia phù hợp đâu, nếu xuất gia có thể là bệnh tình trạng bệnh nó sẽ nặng hơn đó. Nếu mà anh kể những cái vấn đề mà trong giới luật nè đưa ra nè, bác sĩ chẩn đoán cái điều này là nhấn mạnh nha, rất là quan trọng, điều này đầu tiên rất quan trọng, nên tham khảo một bác sĩ có chuyên môn, y học khoa học hiện đại. Còn về cái phương diện thứ hai á, Đức hiện tại đó đúng, có nghĩa là nếu mà quý vị sau khi được chỉ định bác sĩ rồi đó, là được chấp bác sĩ đã ok quý vị rồi, quý vị có thể là xuất gia mà không vẫn được, hay là xuất gia trong vào nhưng rồi vẫn trong thời gian đó vẫn uống thuốc điều trị thì có đứa cũng chấp nhận được luôn. Chứ không phải là cái bệnh này là lại không được, nhưng mà quan trọng nhất là lời khuyên của bác sĩ. Còn vấn đề thứ hai á, vì này nói là nếu được xuất gia thì con ngồi thiền được không, thì ở đây sẽ nói khía cạnh mà gọi là được xuất gia đi nha, được xuất gia. Thí dụ quý vị được xuất gia rồi á, thì quý vị phải hiểu có một cái câu này quý vị phải nằm lòng: ngồi thiền chưa chắc đã thiền, nhưng mà thiền thì phải ngồi thiền. Hiểu như vậy
Và thiền đó đâu phải là duy nhất mà thiền nữa vậy, là còn trong bài kinh Tứ Niệm Xứ đó, và cái giải rất là rõ, đi đứng nằm ngồi mình ăn mình cũng thiền được, mình đi bát mình cũng ngồi thiền được, mình đi nhà vệ sinh mình cũng ngồi thiền được, rồi mình mặc y mình đắp y mình cũng ngồi thiền được, mình cũng thiền được, xin lỗi vị là cũng ngồi cũng thiền được, chứ không phải nhất thiết là ngồi thiền mới gọi là thiền. Một lần nữa xin nhấn mạnh nha, ngồi thiền chưa chắc đã thiền, nhưng mà thiền là phải ngồi thiền, nó như vậy. Cho nên mình đừng có nghĩ là mình bắt buộc phải như vậy. Cho nên là cuối cùng trước khi kết thúc cái câu trả lời này thì chỉ có hai điểm chính. Thứ nhất, điều quan trọng nhất là mình tham khảo ý kiến của bác sĩ chuyên môn, bác sĩ chuyên môn để đưa ra cái đánh giá cho mình có xuất gia có được không, và khi xuất gia ví dụ mà mình ngay cả bác sĩ cho là bác sĩ đánh giá thì mình không thể ngồi thiền được, thì mình cũng khéo léo mình thiền trong những cái oai nghi khác thôi quý vị, mình có thể thực hành được giới định tuệ, mình có thể học được pháp học, pháp hành điều đó bình thường. Thì mong qua câu hỏi này quý vị hỏi câu hỏi này sẽ hiểu rõ hơn nhiều khía cạnh. Xin kết thúc câu trả lời. Và chúng ta qua câu hỏi